Vâng, thưa quý vị, tất cả đã sẵn sàng và ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi hướng tầm nhìn về phía sân khấu chính. Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập VTD tiếp bước thành công xin được bắt đầu. Thưa quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cảm ơn các nghệ sĩ của vũ đoàn Nice với tiết mục mở đầu quá ấn tượng vừa rồi. Một lần nữa xin được cảm ơn các nghệ sĩ đã mang tới cho chúng ta những thanh âm đầu tiên trong sự kiện đặc biệt ngày hôm nay. Và thưa quý vị, đó cũng là một lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất của chúng tôi một lần nữa xin được hân hạnh gửi tới toàn thể quý vị đại biểu, các vị khách quý, gửi tới ban lãnh đạo cùng toàn thể các cán bộ nhân viên của VTD. Chúng ta đã có mặt và tham dự tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty với chủ đề Tiếp bước thành công. Và xin được dành những lời đầu tiên trân trọng để gửi lời chúc sức khỏe, lời chào nồng nhiệt tới toàn thể quý vị. Và xin chúc cho buổi lễ ngày hôm nay của chúng ta sẽ được diễn ra thành công, tốt đẹp. Thưa toàn thể quý vị,
những ngày này cách đây 20 năm về trước, ngày 17 tháng 4 năm 2003, VTD của chúng ta đã chính thức được ra đời và thành lập. Một chặng đường, một hành trình 20 năm dấn thân, kiên định trong việc cung cấp những giá trị tốt nhất cho khách hàng và cộng đồng. Đó là một hành trình đã kiến tạo và nuôi dưỡng đội ngũ giỏi về kỹ thuật, chuyên nghiệp, trách nhiệm, sẵn sàng tận tâm với khách hàng và đối tác. Và đó là một hành trình đã được tạo nên từ một tư duy chọn lối riêng, tạo giá trị khác biệt của VTD. 20 năm đã trôi qua, đây không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng đối với công ty, đây là một chặng đường lịch sử đầy những kỷ niệm và thật đáng tự hào. Và ngày hôm nay, chúng tôi vô cùng vinh dự khi được đón tiếp sự hiện diện của tất cả quý vị trong khoảnh khắc đặc biệt, trong dấu ấn không thể nào quên được của mỗi thành viên, những người đã là một phần của nơi đây. Và thưa quý vị, tới tham dự tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập VTD, chúng tôi hân hạnh được vui mừng giới thiệu và chào đón các quý vị đại biểu khách quý. Xin trân trọng vui mừng được giới thiệu và nồng nhiệt chào đón ông Đặng Phan Tường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần GVI. Chúng tôi hân hạnh được đón tiếp ông Nguyễn Tuấn Phong, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn GE Việt Nam. Xin vui mừng chào đón ông Nguyễn Thanh Liêm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Yotech. Chúng tôi hân hạnh được đón tiếp ông Hồ Minh Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Toji. Xin được chào mừng ông Đồng Quốc Hùng, Chủ tịch Công ty ADCC. Hân hạnh được giới thiệu ông Phạm Đình Tuấn, Giám đốc Ngân hàng MB chi nhánh Sở Giao dịch 1. Về phía đại diện của VTD, chúng tôi hân hạnh được giới thiệu ông Trần Tiến Đạt, Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Cùng với đó là sự hiện diện của toàn thể các thành viên trong ban lãnh đạo, các cán bộ nhân viên của Công ty VTD đang hiện diện tại đây. Một lần nữa xin được đặc biệt cảm ơn và đón chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, và ngay sau đây để mở đầu cho buổi lễ, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng tầm nhìn về phía màn hình lớn để cùng với chúng tôi nhìn về quá khứ, nhìn về chặng đường những ngày đầu tiên của VTD. Có lẽ rằng 20 năm đã trôi qua, với tất cả những ai đã là một phần của nơi đây thì hẳn nếu như quý vị sau khi mà chúng ta được theo dõi đoạn clip này thì chắc chắn chúng ta sẽ có những cảm xúc thật đặc biệt. Ngay bây giờ thì mời quý vị cùng với chúng tôi ngược thời gian để trở về với hành trình 20 năm về trước. Xin mời quý vị. Là khát vọng trở thành người tiên phong dẫn lối, là khát vọng chắp cánh cho những mục tiêu bay xa, là khát vọng khai mở những sản phẩm và công nghệ tiên tiến cho thị trường Việt Nam. Trên tất cả là khát vọng đem đến lợi ích vượt trội cho khách hàng. VTD, hành trình 20 năm tiên phong kiến tạo. Năm 2003, khởi đầu của VTD là đơn vị kinh doanh phân phối các thiết bị điện và thiết bị phát thanh truyền hình. Năm 2007, VTD mở rộng hoạt động sang lĩnh vực hàng không sân bay, tiếp nối sự phát triển. Và năm 2011, VTD trở thành nhà phân phối độc quyền máy chế biến gỗ thương hiệu Felder Áo tại thị trường Việt Nam. Trong 2 năm tiếp theo, VTD trở thành đại diện của hãng CTC Cable Mỹ và lần đầu tiên mở văn phòng đại diện tại miền Nam Việt Nam, cung cấp các sản phẩm thiết bị điện cho lưới điện truyền tải. Đặc biệt, vào năm 2018, VTD phát triển lên tổng công ty với 3 công ty thành viên. Công ty VTD kinh doanh trong các mảng thiết bị điện, Công ty Cổ phần Công nghệ Bầu trời Việt VST kinh doanh mảng thiết bị hàng không, sân bay, và Công ty Cổ phần Bush Brothers VKB kinh doanh mảng máy chế biến gỗ. Năm 2019, VTD trở thành tổng đại lý phân phối các sản phẩm thiết bị điện dân dụng thông minh cao cấp của thương hiệu Vima từ Italia. Và năm 2020, VTD trở thành đại lý của Siemens Logistics, thương hiệu thiết bị băng truyền hành lý và hàng hóa sân bay hàng đầu thế giới tại Việt Nam. Cuối năm 2022, VTD trở thành đại lý phân phối độc quyền của PPC Insulator, nhà sản xuất các điện gốm đến từ Đức, ghi thêm dấu ấn trên hành trình 20 năm cùng khát vọng kiến tạo phát triển kỹ thuật Việt Nam. Phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, trong 2 thập kỷ đã qua, doanh thu của VTD cũng ghi nhận những sự tăng trưởng nổi bật qua các năm. Trong 5 năm đầu tiên, VTD ghi nhận mức doanh thu chỉ đạt 20 đến 30 tỷ đồng một năm. Song con số này đã là 50 tỷ đồng một năm trong chu kỳ 5 năm tiếp theo ngay sau đó.
Đây là một giai đoạn ghi nhận những quyết tâm và nỗ lực rất lớn của VTD khi vượt qua hàng loạt những khó khăn vô cùng lớn do ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế chung toàn cầu. Để rồi sau đó, con số vượt qua 100 tỷ đồng một năm chính là thành quả đáng mừng cho chu kỳ những năm 2013-2018. Và trong 5 năm gần đây nhất, VTD đã cán mốc doanh thu trên 500 tỷ đồng một năm. Sau 20 năm, từ trụ sở chính tại 160 Trần Bình, Hà Nội, VTD đã phát triển và mở rộng hệ thống các chi nhánh, văn phòng đại diện ra nhiều tỉnh thành như Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Đồng thời cũng mở rộng hệ thống các đại lý phân phối ủy quyền trên toàn quốc, đưa thương hiệu VTD phủ sóng hơn tới thị trường và khách hàng. Là hành trình tìm kiếm các công nghệ, các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới để mang về thị trường Việt Nam. Đấy là một hành trình khó khăn, mà có thể nói là hành trình chúng tôi phải mở lối đi riêng, tạo ra những cái giá trị khác biệt với mục đích cao nhất là mang lại lợi ích cho khách hàng Việt Nam. Giờ đây, VTD đã trở thành nhà phân phối uy tín, chất lượng trong 4 lĩnh vực: thiết bị truyền tải điện, thiết bị hàng không sân bay, thiết bị máy chế biến gỗ, thiết bị điện dân dụng và giải pháp nhà thông minh Smart Home. Trong mảng thiết bị truyền tải điện, khởi tạo cho sự thành công bền vững của VTD là dòng sản phẩm dây siêu nhiệt lõi Composite ACCC và những dự án đầu tiên chinh phục thị trường ngành truyền tải điện Việt Nam. Mặc dù là dòng sản phẩm mới được phát minh vào năm 2004, song với chất lượng khác biệt và có giá trị kinh tế cao, năm 2011, sau thời gian nghiên cứu cân nhắc, VTD đã quyết tâm đưa dòng dây ACCC này về Việt Nam, giới thiệu tiếp cận với thị trường. Và chính thức vào năm 2013, dự án đầu tiên sử dụng dòng dây siêu nhiệt ACCC này đã được VTD triển khai thành công. Với công ty VTD thì việc phát triển thành công dây ACCC đã mang lại những cái hiệu quả lớn lao trong việc tăng doanh thu cũng như lợi nhuận của công ty trong giai đoạn từ năm 2012 đến nay. Đóng góp của dây ACCC vào lưới điện của Việt Nam là việc hiện nay thì dây ACCC đã được lắp đặt tổng cộng 6.500 km dây trên lãnh thổ Việt Nam và chiếm 7% tổng lượng dây ACCC đã lắp trên toàn thế giới. Dây dẫn siêu nhiệt đã mở ra một cuộc cách mạng cho lĩnh vực truyền tải điện khi nâng khả năng chịu tải của dây lên gấp hơn 2 lần nhưng không làm thay đổi trọng lượng cũng như tải trọng lên hệ thống cột. Đây là giải pháp đặc biệt hiệu quả cả về kỹ thuật và kinh tế trong các dự án cải tạo lưới điện và thay mới đường dây cho các khu công nghiệp, nhà máy, khu đô thị. Đây cũng là công nghệ mới của thế giới được áp dụng tại Việt Nam từ năm 2012 đến 2013 và cái minh chứng của nó thì đã được chứng minh là vào năm 2015 là khi có một sự cố đường dây mà dẫn đến dồn tải tại cái khu vực cụm từ nhà máy điện phả lại mà dồn tải về đường dây 202 phả lại cầu nối và tuyến đường dây này đã mang tải đến gấp hơn 2 lần mà đường dây vẫn đứng vững và đảm bảo được truyền tải điện của khu vực miền Bắc. Chúng tôi cũng luôn tìm kiếm những cái sản phẩm mang tính chất là chất lượng cao với giá cả cạnh tranh và đáp ứng các yêu cầu của ngành điện. Ví dụ như là chống sét vang, chúng tôi có hàng hóa sản xuất tại Đức nhưng giá cả rất là cạnh tranh so với các hàng hóa nguồn gốc khác. Hoặc là chúng tôi đang tập trung phát triển hệ thống thanh dẫn điện bằng gốm để thay cho các cái thanh dẫn điện bằng composite hoặc là cách điện thủy tinh. Cái này có rất nhiều ưu điểm, đặc biệt là phục vụ cho các đường dây ven biển, nơi mà có các khí hậu ở miền biển dễ bị ăn mòn và cần cái dòng dò cao. Đối với lĩnh vực hàng không sân bay, mỗi một chuyến bay đều cần đảm bảo sự an toàn tuyệt đối. Vì vậy, VTD luôn nghiên cứu tìm tòi và cố gắng mang về Việt Nam những thiết bị tiên tiến và hiện đại nhất như hệ thống đèn tín hiệu dẫn đường của hãng Osem, hệ thống quan trắc khí tượng tự động của hãng AWE, hệ thống xử lý hành lý tại sân bay của hãng Siemens. Đặc biệt, VTD đang nghiên cứu các thiết bị giải pháp phát hiện vật thể lạ của hãng móc cho đường cất hạ cánh tại thị trường Việt Nam, giúp máy bay tránh được những sự cố hàng không. Qua đó cho thấy những nỗ lực của công ty trong việc luôn đảm bảo giá trị và lợi ích tốt nhất cho khách hàng. Bên cạnh việc cố gắng phát triển và mang lại sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, VTD luôn giữ vững triết lý làm chủ công nghệ, làm chủ kỹ thuật vận hành sản phẩm, đảm bảo sự an toàn, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không. Đội ngũ của VTD được công ty đầu tư cập nhật kiến thức, đào tạo chuyên sâu và sở hữu các chứng chỉ được cấp bởi các hãng sản xuất uy tín trên thế giới. Do đó, kỹ thuật viên VTD luôn sẵn sàng có mặt trong 24 giờ để giải quyết các vấn đề cho đối tác, điều mà rất ít nhà phân phối trên thị trường làm được. Hiện nay, VTD đã trở thành nhà cung cấp hàng đầu về thiết bị sân bay, chính là lời khẳng định giá trị và vị thế của một doanh nghiệp đi lên từ đội ngũ nhân sự tinh nhuệ. Tại VTD, giá trị không chỉ nằm ở doanh thu dự án mà còn nằm ở giá trị đem lại đối với cộng đồng. Dự án đèn hiệu sân bay trên nóc Bệnh viện Quân y 175 là một trong những dự án giàu tính nhân văn như vậy. Đây là sân bay cấp cứu bằng trực thăng đầu tiên tại Việt Nam. Được khánh thành và đưa vào vận hành năm 2020, sân bay đã đón những chuyến bay thẳng từ Trường Sa và các khu vực lân cận chở thương bệnh binh và người dân có nhu cầu khám chữa bệnh đến viện. Với thành công đạt được ở các lĩnh vực thiết bị truyền tải điện và thiết bị hàng không sân bay,
VTD đã kiên trì chiến lược kinh doanh khác biệt khi phát triển sang lĩnh vực phân phối máy chế biến gỗ. Để giải quyết bài toán làm sao để khách hàng tin tưởng và lựa chọn, công ty luôn nỗ lực để đem lại cho khách hàng những trải nghiệm thực tế nhất. Thời gian là thứ quý giá với mỗi người, vì vậy để khách hàng có thể tiết kiệm tối đa thời gian, công sức tìm hiểu và lựa chọn, mỗi nhân viên của VTD đều được đào tạo bài bản, chuyên sâu về cấu tạo cũng như vận hành thiết bị, qua đó đưa ra những sự tư vấn nhanh nhất và phù hợp nhất tới mỗi khách hàng. Đặc biệt, tại các showroom Felder của VTD, khách hàng sẽ được trải nghiệm trực tiếp quá trình vận hành thực tế của sản phẩm, giúp tối ưu hóa quyết định lựa chọn mua hàng. Trong lĩnh vực phân phối thiết bị và hệ thống nhà thông minh, VTD vẫn luôn là đơn vị tiên phong trong việc đem về các thiết bị phục vụ phong cách tiện nghi và hiện đại. Cùng với đó là sự đầu tư, nghiên cứu thị trường trong nước, chuẩn bị trước nhu cầu tương lai cũng là điều mà ban lãnh đạo luôn chú trọng mỗi khi bắt tay vào hoạt động cho lĩnh vực mới. Là một lĩnh vực vẫn còn mới tại Việt Nam, do vậy ban lãnh đạo công ty đã linh hoạt áp dụng cách tiếp cận khác biệt và phù hợp tại thị trường Việt Nam với mô hình showroom mô phỏng trực quan, trải nghiệm thực tế. Các chủ đầu tư, kiến trúc sư cũng như chủ căn hộ được tận mắt chứng kiến các sản phẩm có độ hoàn thiện cao, khả năng vận hành hiệu quả với đa dạng các kịch bản cũng như độ an toàn và tính bảo mật cao là những gì mà hai showroom tại Hà Nội và Hồ Chí Minh mang tới cho khách hàng. VTD đưa lại từ những giải pháp quản lý chiếu sáng ngôi nhà, giải pháp âm thanh, media, truyền thông, giải trí cũng như kiểm soát về điều hòa không khí. Ngoài ra có thể chăm sóc những cảnh quan cây cảnh ở trong ngôi nhà và xung quanh ngôi nhà và những vật nuôi trong nhà. Có thể nói là VTD có thể mang lại một giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp cho ngôi nhà thông minh. Giờ đây sau 20 năm, VTD đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường hơn bao giờ hết. Nhờ vào sự kiên định, quyết đoán, tiên phong đầu tư và phát triển nhiều dòng sản phẩm công nghệ và giải pháp tiên tiến. Hai thập kỷ theo đuổi phát triển kỹ thuật để luôn đáp ứng được nhu cầu cũng như chất lượng tốt nhất cho các đối tác. Bên cạnh năng lực tài chính, trình độ kỹ thuật thì động cơ cốt lõi để đưa con thuyền VTD luôn bền bỉ vượt qua mọi sóng gió trên thị trường chính là giá trị lớn nhất của VTD là con người. Văn hóa của VTD chính là sự tận tâm, tận tụy, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Và chúng tôi luôn làm việc hết mình để mang lại những giá trị cao nhất cho khách hàng. Với phương châm làm việc, trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiệu quả, VTD đã tạo ra một môi trường để mỗi người lao động an tâm cống hiến, một gia đình để gắn kết đồng hành, một doanh nghiệp mà mỗi nhân sự đều được trao cơ hội như nhau, cùng nhau phát triển và khai thác thế mạnh của bản thân. Một định hướng giúp nhân sự chứng minh được năng lực của bản thân, từ đó gia tăng được giá trị cho khách hàng, toàn tâm, toàn ý, đóng góp vào sự phát triển của công ty với tinh thần và tư duy làm chủ. Công ty có phương châm chọn lọc và tiếp nhận những tri thức mới mẻ và bài bản. Mỗi năm, VTD đều cử nhân sự đi đào tạo, nâng cao năng lực tại nước ngoài để những kiến thức đó chuyển đổi thành lợi ích cho khách hàng. Hơn thế nữa là áp dụng để phát triển các công nghệ kỹ thuật tại Việt Nam. Cái lý do chính mà mình gắn bó với công ty VTD giống như là con cá nó hợp với môi trường nước thì mình cũng là hợp với cả văn hóa và môi trường của VTD. Ban lãnh đạo thường hay nói là bọn em có quyền thử, có quyền được sai cơ mà sai chúng ta có cơ hội sửa. Đấy là lý do mà mình đã gắn bó với VTD 15 năm qua. Theo sự phát triển của công ty thì chính sách đãi ngộ, lương thưởng và đời sống của tôi được tăng lên. Anh chị lãnh đạo cũng như các đồng nghiệp là thân thiện và tạo điều kiện giúp đỡ để tôi có thể thực hiện tốt công việc của mình. VTD đã trao cho tôi không chỉ là một công việc có ổn định, có thu nhập tốt, mà bên cạnh đó đã trao cho tôi một cơ hội để có thể phát triển khả năng của bản thân. Tất cả nhân sự tại VTD thì đều được làm chủ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. VTD như ngôi nhà thứ hai là nơi tôi đã gắn bó cả tuổi thanh xuân của mình. Không chỉ thế, mỗi cá nhân khi vào công ty đều được ban lãnh đạo truyền đạt và xây dựng tinh thần, trách nhiệm, luôn nghĩ tới cộng đồng. Điều đó được thể hiện qua các hoạt động từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn, tài trợ xây dựng trường học, hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường, hiến máu nhân đạo. Qua đó, nhân sự công ty thấu hiểu được tầm quan trọng của lợi ích xã hội và lợi ích doanh nghiệp, luôn song hành và bổ trợ lẫn nhau trong mọi mặt của cuộc sống. Chúng tôi đặt ra mục tiêu là trở thành nhà thầu top đầu trong những lĩnh vực kinh doanh mà chúng tôi tham gia. Đó là những con người đã dành cả thời gian thanh xuân đẹp nhất để làm nên một VTD vững mạnh ngày hôm nay. Bước sang tuổi 20 rực rỡ, với một đội ngũ luôn giữ vững khát vọng tiên phong, đưa những sản phẩm giá trị đến với cộng đồng. VTD đã, đang và sẽ luôn là đối tác tin cậy, là người đồng hành uy tín với các khách hàng. Trải qua nhiều thăng trầm, khó khăn, giông bão, đây chính là thời điểm chuyển giao quan trọng, là thời khắc VTD sẽ tận dụng những nội lực tích lũy trong 20 năm qua để căng buồm đón lấy gió, đưa con thuyền VTD phát triển bền vững hướng tới cột mốc 30, 40 và 50 năm tiếp theo. Nhìn lại hành trình 20 năm phát triển của công ty VTD, xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến các quý khách hàng và các đối tác đã đồng hành cùng chúng tôi, đã tin tưởng và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua.
Tôi xin cảm ơn quý khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty VTD đã cùng đồng hành, gắn bó và tạo nên rất nhiều giá trị trong 20 năm vừa qua. Hành trình tiên phong dẫn lối 20 năm qua của công ty không thể bền vững và trưởng thành như ngày hôm nay nếu thiếu đi sự ủng hộ và hỗ trợ của cán bộ công nhân viên trong công ty, gia đình của cán bộ nhân viên công ty và sự tin tưởng của hàng trăm ngàn khách hàng lớn nhỏ trong và ngoài nước. Công ty xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả những con người, mảnh ghép đã tạo nên VTD ngày hôm nay. VTD, 20 năm một hành trình, 20 năm một khát vọng, 20 năm dựng xây và phát triển kỹ thuật Việt Nam. VTD, đối tác tin cậy của bạn. Chúng tôi tin rằng hình ảnh sinh động vừa rồi với một đoạn clip ngắn đã chạm đến trái tim của rất nhiều người, cho số quý vị đang ngồi đây và đặc biệt là với tất cả những ai đã là một phần của VTD trong cuộc hành trình 20 năm qua. Một thước phim đã gói ghém cuộc hành trình tuyệt vời của chúng tôi. Và đây sẽ là một nguồn động lực lớn, là một nguồn cảm hứng để mỗi cán bộ nhân viên của VTD sẽ tiếp nối truyền thống này và sẽ đưa VTD của chúng ta sẽ bay cao và bay xa hơn nữa. Và thưa quý vị, để tiếp nối cho buổi lễ, xin trân trọng được giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Trần Tiến Đạt, Tổng Giám đốc của công ty sẽ phát biểu khai mạc buổi lễ. Xin trân trọng, kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thưa anh chị em nhân viên, cán bộ nhân viên công ty VTD. Hôm nay tôi rất vui mừng và vinh dự được chào đón các quý vị đại biểu là đại diện của các quý khách hàng, các đối tác đến dự buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty VTD cùng với anh chị em cán bộ nhân viên của công ty chúng tôi. Tôi xin được thay mặt công ty trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các quý vị ngày hôm nay. Công ty VTD được thành lập vào ngày 17 tháng 4 năm 2003 và ngay từ đầu chúng tôi đã lựa chọn một con đường là tìm kiếm các công nghệ, các sản phẩm tiên tiến trên thế giới cho khách hàng Việt Nam với mục tiêu là mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng. Chúng tôi là đơn vị đầu tiên phân phối các dòng sản phẩm biến dòng biến điện áp của hãng Trend Pháp, dao cách ly Coime của Ý, chống sét van của Tridenta Đức cho các khách hàng của ngành truyền tải. Đặc biệt là chúng tôi đã phát triển thị trường, cung cấp và chuyển giao công nghệ sản xuất dây dẫn lõi composite mà hiện nay đang được rất nhiều khách hàng trong ngành truyền tải sử dụng rộng rãi. Trong ngành thiết bị hàng không sân bay, chúng tôi là đơn vị cung cấp các hệ thống thiết bị đèn tín hiệu cho các sân bay, trước đây là của hãng Safegate Thụy Điển và bây giờ là của hãng Osem của Ý. Chúng tôi cũng là đơn vị cung cấp các thiết bị khí tượng của hãng Onweather Mỹ, các hệ thống thiết bị băng truyền hành lý của hãng Siemens Đức và gần đây là thiết bị tìm kiếm vật thể lạ trên sân bay của hãng Mock của Mỹ. Trong lĩnh vực máy chế biến gỗ thì chúng tôi là nhà phân phối của thương hiệu máy Felder của Áo. Chúng tôi cũng mới bước vào lĩnh vực thiết bị nhà thông minh và trở thành tổng đại lý phân phối thiết bị nhà thông minh của hãng Vima của Ý. Phải nói là trong hành trình 20 năm qua của chúng tôi cũng đã gặp rất nhiều khó khăn, thách thức vì phải giới thiệu những thiết bị và công nghệ mới cho thị trường Việt Nam. Chúng tôi cũng có những thành công nhất định, nhưng cũng đã phải trải qua không ít những thất bại, là bởi vì có thể là những thiết bị hoặc công nghệ chúng tôi giới thiệu ở thị trường Việt Nam nó có cái sự khác biệt rất lớn về trình độ công nghệ với thị trường. Chúng tôi may mắn là đã có được đội ngũ nhân viên giỏi nghề, tận tâm với công việc và hết lòng vì lợi ích của khách hàng. Cho nên chúng tôi cũng đã được khách hàng hợp tác và ủng hộ. Chính vì thế, chúng tôi mới có được những cái thành quả như ngày hôm nay. Nhân dịp này, tôi xin được trân trọng cảm ơn cán bộ nhân viên công ty VTD, những người đã và đang làm việc cùng công ty mà nhiều người trong đó là đã dành
tuổi thanh xuân để đồng hành cùng với công ty. Tôi cũng xin được chân thành cảm ơn các quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ sử dụng các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Với các đối tác, các nhà cung cấp, các bạn hàng, các ngân hàng như ngân hàng BIDV, ngân hàng Vietcombank, ngân hàng quân đội, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc vì đã được đồng hành cùng với các bạn. Như người ta vẫn nói là muốn đi xa thì đi cùng nhau. Chúng tôi mong muốn được tiếp tục đi cùng với các bạn trong nhiều năm nữa và chúng tôi sẽ gìn giữ sự hợp tác của các bạn như cái tài sản quý giá của công ty chúng tôi. Tôi xin được chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ. Xin trân trọng cảm ơn. Chúng tôi xin trân trọng được cảm ơn Tổng Giám đốc của VTD, ông Trần Tiến Đạt với những lời chia sẻ với tất cả chúng ta trong sự kiện đặc biệt ngày hôm nay. Thưa toàn thể quý vị, giữa một nhịp sống thị trường sôi động và cạnh tranh gay gắt, giàu cơ hội tiềm năng nhưng cũng rất nhiều những thách thức, với một định hướng chiến lược phát triển bền vững cùng với một tập thể đoàn kết giàu tiềm lực, VTD đã trở thành một trong những đối tác tin cậy và là thương hiệu được nhiều khách hàng đón nhận. Và cũng trong sự kiện đặc biệt ngày hôm nay, ngoài những mong muốn được gửi tới tất cả quý vị, những đối tác khách hàng của chúng tôi một lời tri ân sâu sắc, thì công ty còn mong muốn sẽ thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết, sự tin tưởng và hợp tác tốt đẹp giữa VTD và các quý vị đối tác khách hàng. Và ngay sau đây để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Đặng Phan Tường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty GVI sẽ có đôi lời phát biểu và chúc mừng cho buổi lễ. Xin trân trọng, kính mời ông. Kính thưa anh Trần Tiến Đạt, kính thưa tất cả các anh chị tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Tôi là một đối tác của VTD. Thì cũng là đối tác trong nhiều năm, nhưng mà hôm nay qua cái thước phim ngắn vừa trình chiếu thì tôi cũng mới nắm được toàn bộ, tức là tóm tắt toàn bộ cái quá trình hình thành và phát triển của VTD trong 20 năm qua. Thì qua cái nội dung của cái thước phim này thì tôi cũng thấy được là VTD đã chính xác ngay từ đầu, ngay từ khi đặt tên, tức là VTD, và các cái hoạt động của VTD trong suốt 20 năm qua thì cũng rất đúng với cái tên này. Và như thế thì tôi cũng hiểu được là VTD đã lựa chọn rất đúng các cái sản phẩm, các cái lĩnh vực hoạt động của mình, lựa chọn rất là chính xác các cái đối tác và có một cái hướng đi, có một cái phương hướng rất là đúng. Thế nên VTD đã thành công trong 20 năm qua và cũng đúng như cái tiêu đề của buổi lễ, đấy là tiếp bước thành công. Thế và trong cái quá trình làm việc với VTD thì tôi cũng thấy là để có được cái thành công như ngày hôm nay trong suốt 20 năm qua thì một trong những cái yếu tố quan trọng nhất là yếu tố con người. VTD đã có một cái đội ngũ lãnh đạo rất là tốt và đặc biệt là người đứng đầu vừa có tâm vừa có tầm. Hay nói cách khác, tức là vừa có đức vừa có tài. Cái phải nói là VTD là trong có cái quá trình làm việc mà khi mà thành công thì cũng cùng với đối tác là chia sẻ lợi ích. Và khi gặp khó khăn thì cùng nhau giải quyết trên một cái tinh thần rất là hợp tác, rất có trách nhiệm. Đấy, và chia sẻ với nhau những khó khăn và phải nói là rất là nhân văn. Đấy, thế nên là cái tầm của VTD thì làm cho mọi người tôn trọng. Và cái tâm của VTD làm cho mọi người tin cậy thì cũng rất là đúng với cái slogan của VTD là đối tác tin cậy của bạn. Và
Cũng nhân dịp ngày hôm nay thì tôi cũng xin chúc cho VTD có 20 năm tiếp theo thì sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy và sẽ tiếp tục có những cái bước thành công hơn nữa. Đấy, và cũng xin chúc cho VTD sẽ tiếp tục thành công, luôn phát triển. Xin cảm ơn. Chúng tôi một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ của ông Đặng Phan Tường, đã có những lời gửi tới tất cả quý vị và đặc biệt là những tình cảm chân quý mà ông dành cho cán bộ nhân viên của VTD, và xin kính chúc ông thật nhiều sức khỏe và chúc cho sự hợp tác của hai đơn vị sẽ ngày càng đạt được thật nhiều những thành tựu hơn nữa. Thưa quý vị, nếu như chúng ta ví cuộc hành trình 20 năm của VTD như một chuyến tàu, thì có lẽ rằng trên mỗi một sân ga luôn luôn có những người đến, luôn luôn có những người đi, và chắc chắn cũng sẽ có những người ở lại để phụng sự, và cũng có những người mà như lời Tổng giám đốc chia sẻ, đó là dành cả một thời thanh xuân của mình cho sự phát triển chung của công ty. Và ngày hôm nay thì có lẽ rằng trong một bữa tiệc ấm cúng và trọn vẹn như thế này thì có lẽ là một giây phút không thể tuyệt vời hơn để chúng tôi có thể được nói những lời cảm ơn, những lời vinh danh tới những cán bộ nhân viên, những người đã cống hiến và đã cùng nhau đồng hành với VTD trong chặng đường 20 năm vừa qua. Và họ là ai? Ngay bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị hãy cùng chào đón sự xuất hiện của họ trên sân khấu. Đầu tiên, chúng tôi xin được chúc mừng và vinh danh cán bộ nhân viên có thâm niên làm việc 5 năm tại VTD từ năm 2018 đến năm 2023. Và gương mặt sẽ xuất hiện trên sân khấu. Chúng tôi xin được chúc mừng và mời lên sân khấu ông Hàn Văn Đức, nhân viên phòng tổ chức hành chính. Và xin được chào đón bà Trần Thị Thanh Yến, Phó Tổng Giám đốc của VTD sẽ lên sân khấu trao quà kỷ niệm và hoa cho ông Hàn Văn Đức. Xin trân trọng kính mời. Và đây là gương mặt đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay với phần vinh danh những cán bộ nhân viên đã cống hiến, đã gắn bó cùng với VTD. Và chặng đường đầu tiên đó là 5 năm đồng hành cùng với công ty. Và xin được chúc mừng cá nhân ông Hàn Văn Đức, nhân viên phòng tổ chức hành chính, và chúc ông sẽ thật nhiều sức khỏe để tiếp tục có những cống hiến và những đóng góp quan trọng hơn nữa với công ty của chúng ta trong những chặng đường tiếp theo. Một lần nữa xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chúc mừng và vinh danh. Và chúng tôi xin cảm ơn bà Trần Thị Thanh Yến, Phó Tổng Giám đốc của VTD, và xin chúc mừng cá nhân ông Hàn Văn Đức. Và tiếp theo, thưa quý vị, chúng ta cùng đến với phần vinh danh cán bộ nhân viên có thâm niên làm việc 10 năm từ năm 2013 đến năm 2023. Và xin được mời lên sân khấu cũng như chúc mừng ông Hoàng Minh Thảo, nhân viên phòng thiết bị điện công nghiệp. Xin chào đón ông Hoàng Minh Thảo cùng tiến về sân khấu và kính mời ông Nguyễn Ngọc Tùng, Phó Tổng Giám đốc của VTD lên sân khấu trao quà và hoa cho ông Hoàng Minh Thảo. Xin mời. Đó là một dấu mốc thời gian vô cùng quan trọng. 10 năm cống hiến, gắn bó và đồng hành đã cùng với công ty trải qua rất nhiều những thăng trầm, những thành tựu, những khó khăn và những thách thức. Một lần nữa xin chúc mừng ông Hoàng Minh Thảo, nhân viên phòng thiết bị điện công nghiệp, và xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Tùng, Phó Tổng Giám đốc của công ty đã xuất hiện trên sân khấu để trao giải. Thưa quý vị, và vừa rồi thì chúng ta đã có những gương mặt đã xuất hiện trên sân khấu với cột mốc 5 năm và 10 năm. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón một cán bộ nhân viên với cột mốc 15 năm. 15 năm, một cuộc hành trình từ năm 2008 đến năm 2023. Và họ là ai? Hãy cùng với chúng tôi chào đón ngay bây giờ. Xin chúc mừng và mời lên sân khấu bà Phạm Thị Thanh Đam, trưởng phòng thực hiện hợp đồng. Gương mặt thứ hai với cột mốc 15 năm đó là bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, công ty cổ phần công nghệ bầu trời Việt, là công ty thành viên của VTD. Gương mặt thứ ba, xin chúc mừng và mời lên sân khấu bà Trần Anh Thư, nhân viên phòng tổ chức hành chính. Và gương mặt thứ tư, xin được chúc mừng bà Nhiếp Thị Trung Trinh, trưởng phòng tổ chức hành chính. Xin chào đón bốn gương mặt với cột mốc 15 năm. Vâng, và ngay bây giờ tất nhiên rồi, để trao hạng mục giải thưởng này, xin kính mời lên sân khấu ông Trần Tiến Đạt, Tổng Giám đốc của VTD, sẽ lên sân khấu để trao giải. Xin trân trọng kính mời. Một lần nữa xin chúc mừng cho bốn gương mặt tuyệt vời của chúng ta đang xuất hiện trên sân khấu
với quá trình gắn bó 15 năm với VTD. Và đúng như một chia sẻ của Tổng Giám đốc, chúng tôi cần phải nhắc lại, đó là họ đã cống hiến cả một thời thanh xuân của họ cho sự phát triển chung của công ty. Và ngày hôm nay với hình ảnh này, họ rất xứng đáng được nhận thêm một tràng pháo tay lớn hơn nữa của quý vị để chúng ta cùng chúc mừng và vinh danh. Chắc chắn rồi, với những nguồn cảm hứng và sự cống hiến này, chúng ta sẽ còn thật nhiều những thành tựu đong đầy hơn nữa trong quãng thời gian tới. Và xin chúc cho bốn người phụ nữ truyền cảm hứng của chúng ta sẽ tiếp tục lan tỏa cuộc hành trình của chúng ta tại VTD để cùng nhau xô đổ những kỷ lục và những thành công tiếp theo. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và hãy cười thật tươi lên để chúng ta có thể ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Tổng Giám đốc ông Trần Tiến Đạt đã xuất hiện trên sân khấu để trao giải. Và chắc chắn rồi, chúng tôi muốn giữ lại bốn gương mặt này một lúc nữa trên sân khấu để ngay bây giờ để chúng tôi xin được mời đại diện của bốn người phụ nữ này sẽ có một vài lời chia sẻ với tất cả chúng ta về cảm nhận của họ khi họ đồng hành cùng với VTD trong chặng đường vừa qua. Và chúng tôi xin được mời bà Phạm Thị Thanh Đam, trưởng phòng thực hiện hợp đồng, sẽ có đôi lời. Xin mời chị. Kính thưa toàn bộ các vị đại biểu, kính thưa ban lãnh đạo công ty và kính thưa toàn thể anh chị em công ty, hôm nay tôi rất là vinh dự được đứng đây chia sẻ cảm nghĩ của mình. Thực ra thì cách đây 16 năm, khi vừa tốt nghiệp đại học, tôi được giới thiệu và làm việc tại VTD. Và ấn tượng ban đầu của tôi đó là về sếp Đạt. Ra trong buổi phỏng vấn, anh Đạt là giới thiệu về công ty và những định hướng của công ty và chiến lược kinh doanh và giới thiệu về các dự án. Thì lúc đó tôi cảm nhận được một sự tâm huyết với nghề và với công ty. Và quan trọng là tôi cảm nhận cái chiến lược kinh doanh, tức là cái gọi là cái triết lý kinh doanh của anh, mà theo tôi nghĩ đó là một cái sự tử tế và rất là có trách nhiệm. Trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với khách hàng và trách nhiệm với cả nhân viên của mình. Thì ấn tượng sau đó khi làm việc tại VTD là những cái chính sách của công ty đều rất là chú trọng tới con người. Công ty đã tạo ra những điều kiện và những cái môi trường làm việc rất là tốt và chúng tôi yên tâm công tác, phát triển và có rất là nhiều cơ hội để học tập, để nâng cao trình độ, không chỉ là chuyên môn, rồi nâng cao cả ngoại ngữ và có cơ hội thăng tiến và nâng cao cả thu nhập. Thì anh chị em trong công ty chúng tôi đã rất là gắn bó, đoàn kết và cùng nỗ lực, bởi vì chúng tôi hiểu rằng cái sự nỗ lực của mình đều được công ty ghi nhận và đều được đền đáp xứng đáng. Thì khi mà tôi vào làm việc ở công ty lúc đó, thì công ty mới thành lập khoảng 5 năm, thì chỉ khoảng 10 người thôi. Thì hầu như là chúng tôi là đều phải tham gia vào tất cả các lĩnh vực, tức là các giai đoạn trong thực hiện một dự án. Nhưng mà bây giờ thì công ty quy mô đã phát triển, thì đã phân ra rất là nhiều phòng ban chuyên môn để có cái hiệu quả làm việc tốt nhất. Tuy nhiên đối với tôi, trong 5 năm đầu tiên làm việc tại VTD là 5 năm rất là đáng giá, bởi vì những cái kiến thức mà tôi thu nhận được thì tôi hiểu là không có một trường đại học nào mà có thể đào tạo được. Và tôi cũng rất là tự hào khi mà được chứng kiến và được góp một phần công sức nhỏ bé vào sự thành công của VTD và hơn hết được là một phần của VTD ngày hôm nay. Thì nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 của VTD, tôi cũng chúc cho VTD vững vàng trước các thử thách mới và luôn luôn thành công nhiều hơn nữa. Và cũng nhân đây, em cũng xin thay mặt cho bốn chị em xin trân trọng cảm ơn anh Đạt, cảm ơn ban lãnh đạo công ty đã tạo ra cho chúng em một quãng thanh xuân tươi đẹp tại VTD. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ rất là tâm huyết của chị Phạm Thị Thanh Đam, là trưởng phòng thực hiện hợp đồng, đã đại diện cho cán bộ nhân viên của VTD với những lời bộc bạch vừa rồi. Và một lần nữa thì xin được chúc mừng cho bốn gương mặt xuất sắc của chúng ta và xin chúc cho tất cả các chị sẽ tiếp tục có những cống hiến và đồng hành cùng với VTD để cùng nhau xô đổ những kỷ lục thời gian nữa. Xin một lần nữa xin cảm ơn tất cả các chị và chúng tôi cũng không quên xin được cảm ơn Tổng Giám đốc của VTD đã xuất hiện trên sân khấu để trao giải. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đặt một vị trí thật trang trọng trong buổi lễ để vinh danh những cá nhân xuất sắc, những người đã cống hiến và gắn bó với thời gian làm việc tại VTD.
Và ngay bây giờ để tiếp tục chương trình, chúng tôi mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những điều đặc biệt tiếp theo. Thưa quý vị, hướng tới lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty thì chúng ta đã có một chuỗi các hoạt động vì cộng đồng như hoạt động trồng cây, thêm xanh cho cánh rừng già tại rừng quốc gia Cúc Phương và hoạt động hiến máu nhân đạo cũng như là chương trình cuộc thi ảnh khoảnh khắc VTD. Và đây là những hoạt động ý nghĩa mà các cán bộ nhân viên của công ty đã làm vì cộng đồng và chắc chắn với những hoạt động này sẽ mang lại rất nhiều những lợi ích cho xã hội nói chung và cho từng thành viên của VTD nói riêng. Và ngay bây giờ để mời quý vị chúng ta cùng hướng tầm nhìn về phía màn hình lớn để cùng theo dõi lại một đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc của những hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Hướng đến chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty với nhiều thành tựu đáng tự hào, VTD đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi trên tinh thần gắn kết và lan tỏa, ghi lại dấu ấn cho hành trình phát triển. Diễn ra từ giữa tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023. Sau hơn một tháng triển khai, cuộc thi ảnh khoảnh khắc VTD đã nhận được gần 50 bộ ảnh dự thi từ cán bộ nhân viên trên toàn quốc. Đây là cuộc thi dành cho cán bộ nhân viên nằm trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty. Mỗi bức ảnh dự thi là một thông điệp nhằm tôn vinh nét đẹp lao động, vẻ đẹp của người VTD khi làm việc, là vẻ đẹp của những dự án, những công trình do VTD thực hiện, tất cả đều mang dấu ấn VTD. Khoảnh khắc VTD đã thực sự tạo một nhịp cầu kết nối tinh thần người VTD, cùng tạo ra sân chơi giao lưu lành mạnh, nhân văn, chia sẻ giới thiệu tới cộng đồng, bạn bè, khách hàng và đối tác, những điều mang đậm tinh thần VTD được thể hiện qua từng bức ảnh. Với mong muốn giới thiệu với đối tác, khách hàng một cách đầy đủ nhất về hành trình 20 năm phát triển cùng các lĩnh vực hoạt động và sản phẩm do VTD phân phối, công ty đã triển khai thực hiện phim giới thiệu doanh nghiệp nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập. Cái nguồn này là gì? Còn xem nét thì cho phép là điều kể. Mọi người nhìn thẳng vào máy nhé. Máy là chỗ nào? Nằm trong chuỗi các hoạt động sự kiện chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập VTD, ngày 11 tháng 3 năm 2023, cán bộ nhân viên VTD đã có chuyến đi về rừng quốc gia Cúc Phương trồng cây tiếp sức thêm xanh cho cánh rừng già. Đây là hoạt động ý nghĩa có tính truyền thống, được cán bộ nhân viên thực hiện thường xuyên nhằm chung tay với xã hội, góp phần bảo vệ môi trường, đề cao sự quan trọng của cây xanh đối với môi trường sống của con người, giúp giảm thiểu những tác động của biến đổi khí hậu. Những cây kim giao được người VTD cẩn thận vun trồng, niềm tin và hy vọng về một cuộc sống bình an, tươi sáng, trong lành. Cán bộ nhân viên VTD tại tất cả các văn phòng đại diện chi nhánh trên toàn quốc đã tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo, trao giọt máu đào, tiếp thêm sự sống. Đây là hoạt động ý nghĩa, tiếp nối tinh thần sẻ chia, chung tay vì cộng đồng, nét đẹp truyền thống của người VTD. Với tinh thần sẻ chia, lá lành đùm lá rách, cán bộ nhân viên VTD khu vực phía Nam đã đến thăm hỏi và tặng quà các cụ già neo đơn, các em nhỏ mồ côi, cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn tại mái ấm chùa Bình An. Nơi đây hiện đang chăm sóc gần 60 cụ già neo đơn và trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng và sự quan tâm chia sẻ của cán bộ nhân viên VTD chung tay cùng cộng đồng giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Với mong muốn góp thêm niềm vui và sự kiện lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty, cán bộ nhân viên đã cùng nhau tổ chức đội văn nghệ tham gia chuẩn bị các tiết mục đặc biệt chào mừng sự kiện đáng nhớ của VTD. Hoạt động này cũng góp phần làm đẹp thêm văn hóa doanh nghiệp giàu bản sắc của VTD khi cán bộ nhân viên không chỉ chuyên nghiệp, trách nhiệm làm việc hiệu quả mà còn có đời sống tinh thần phong phú và đa dạng. Từng động tác có thể còn gượng gạo, khô cứng, song hơn hết đều là sự cố gắng và tình cảm lớn nhất dành cho VTD. Chúc mừng VTD tròn 20 tuổi. Vâng ạ, những hình ảnh vừa rồi có đủ để nhận thêm một tràng pháo tay của quý vị không ạ? Có thể thấy rằng những hoạt động vô cùng sôi nổi, những hình ảnh rất sinh động nằm trong chuỗi các sự kiện để chào mừng cho lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty.
Và bên cạnh yếu tố vững mạnh về mặt chuyên môn thì chúng tôi tin rằng ở VTD còn là một sự phát triển về mặt văn hóa và tinh thần. Đời sống của mỗi cán bộ nhân viên của VTD được luôn được ban lãnh đạo của chúng ta chú trọng. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một khoảnh khắc vô cùng quan trọng. Giây phút mà chúng tôi sẽ công bố và trao giải cuộc thi khoảnh khắc VTD. Và chắc hẳn rồi, tất cả chúng ta đã và đang vô cùng hồi hộp để không biết là thành viên nào sẽ vinh dự đạt giải của cuộc thi của chúng ta không ạ? Thưa quý vị, cuộc thi ngày hôm nay khoảnh khắc VTD của chúng ta đã thu hút được gần 50 bộ ảnh của cán bộ nhân viên VTD trên toàn quốc. Và thông qua tỷ lệ bình chọn online cũng như là chấm điểm của ban giám khảo thì chúng tôi đã tìm ra được 5 bức ảnh có số điểm cao nhất đã đoạt giải. Và sau đây thì sẽ được mời lên sân khấu 5 chủ nhân của 5 bức ảnh đạt giải. Tuy nhiên thì hiện tại cũng xin được bật mí quý vị là họ chưa hề biết là họ sẽ nhận giải thưởng gì. Ngay bây giờ chúng tôi xin được chào đón sự xuất hiện của chủ nhân 5 bức ảnh đã xuất sắc đạt được giải ngày hôm nay sẽ cùng tiến về sân khấu. Đầu tiên chúng tôi xin được mời lên sân khấu bà Chu Thị Thái Ninh. Người thứ hai xin được mời ông Vũ Quang Lâm. Người thứ ba xin được mời ông Nguyễn Ngọc Tùng. Người thứ tư đó là bà Phạm Thị Thanh Đam. Và người thứ năm là bà Trần Phương Hoa. Đây là đại diện cho tác giả Nguyễn Thị Thu Quế tại Văn phòng Hồ Chí Minh. Đó là 5 tác giả, 5 chủ nhân của bức ảnh, 5 bức ảnh đã đạt giải. Chúng ta sẽ cùng tiến về sân khấu. Và sau đây thì để chuẩn bị trao giải, chúng tôi xin được mời ông Nguyễn Ngọc Tùng, Phó Tổng Giám đốc của VTD sẽ xuất hiện trên sân khấu để chuẩn bị công bố và cũng như là trao giải thưởng với chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính mời ông. Vâng ạ, thưa quý vị, đang xuất hiện trên sân khấu là 5 chủ nhân của 5 bức ảnh đạt giải. Và bây giờ thì chúng tôi không làm mất thời gian của quý vị nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau công bố các mẫu giải thưởng chính thức. Trước hết, chúng ta sẽ cùng đến với 2 giải khuyến khích. Đó là tác phẩm Thương Lắm Vùng Cao của tác giả Chu Thị Thái Ninh, phòng kế toán của công ty VTD. Và tác phẩm thứ hai Vẻ Đẹp Cao Thế của tác giả Vũ Quang Lâm, phòng thiết bị điện công nghiệp công ty VTD. Xin được mời 2 tác giả chúng ta cùng tiến về phía trước. Và xin kính mời ông Nguyễn Ngọc Tùng, Phó Tổng Giám đốc của VTD sẽ trao bằng khen cho 2 tác giả của 2 bức ảnh trên. Xin mời. Một lần nữa xin chúc mừng cho 2 tác giả đã được giải khuyến khích của chúng ta trong cuộc thi khoảnh khắc VTD. Lần nữa xin chúc mừng và xin được cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Tùng và xin tiếp tục mời ông cùng nán lại sân khấu để chúng ta cùng chúc mừng cho những tác giả tiếp theo. Ngay bây giờ, thưa quý vị, sẽ là giải 3 của cuộc thi. Với giải 3, chúng tôi xin được chúc mừng tác phẩm Dẫn Sóng Cho Những Chuyến Bay của tác giả Nguyễn Ngọc Tùng của văn phòng đại diện công ty VTD tại Đà Nẵng. Và xin được mời tác giả Nguyễn Ngọc Tùng sẽ xuất hiện trên sân khấu và cũng xin được mời ông Nguyễn Ngọc Tùng, Phó Tổng Giám đốc để trao giải. Đó là một sự trùng hợp vô cùng đáng yêu của ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, xin được chúc mừng một lần nữa cho ông Nguyễn Ngọc Tùng, đại diện của văn phòng VTD tại Đà Nẵng đã xuất sắc nhận được giải 3 của cuộc thi. Và như vậy là chúng ta chỉ còn 2 tác giả xuất hiện trên sân khấu nữa thôi. 2 tác giả nữa thôi. Và bây giờ sẽ là giải nhì. Khi chúng tôi công bố giải nhì thì điều đó đồng nghĩa với việc là tác giả còn lại sẽ giành giải nhất. Giải nhì của cuộc thi thuộc về tác phẩm Chinh Phục Mọi Không Gian của tác giả Phạm Thị Thanh Đam, phòng thực hiện hợp đồng. Vâng, và như vậy là tác giả của chúng ta còn lại đã xuất sắc nhận được giải nhất. Vâng, xin chúc mừng cho tác giả Phạm Thị Thanh Đam, trưởng phòng thực hiện hợp đồng, đã xuất sắc nhận được giải nhì với tác phẩm Chinh Phục Mọi Không Gian. Và đương nhiên rồi, tác phẩm còn lại và tác giả còn lại đã xuất sắc nhận được giải nhất. Tác phẩm Nụ Cười VTD của tác giả Nguyễn Lê Thị Thu Quế, phòng thiết bị điện dân dụng, văn phòng Hồ Chí Minh, đã xuất sắc nhận được giải nhất của cuộc thi khoảnh khắc VTD. Một lần nữa xin chúc mừng, rất tuyệt vời. Một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt của ngày hôm nay. Và sau đây xin được mời 5 tác giả sẽ xích lại gần nhau hơn nữa. Xích lại gần nhau hơn nữa để chúng ta cùng lưu lại những khoảnh khắc trọn vẹn của ngày hôm nay bằng những tấm hình. Và xin chúc cho tất cả chúng ta sẽ tiếp tục lan tỏa những khoảnh khắc tuyệt vời này và nguồn cảm hứng của chúng ta tới toàn thể những cán bộ nhân viên của VTD.
Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Tùng, Phó Tổng Giám đốc của công ty cũng đã xuất hiện trên sân khấu để trao giải. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, và đó là những khoảnh khắc vô cùng đặc biệt của chúng ta trong buổi lễ ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng dành ít phút để hướng tầm nhìn của quý vị về phía sân khấu chính, bởi đây là một phần vô cùng quan trọng. Có thể nói rằng trong chặng đường 20 năm phát triển và hình thành của VTD, chúng ta đã không ít lần chuyển mình để có thể thích nghi được với hoàn cảnh, thích nghi được với môi trường đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Và 20 năm qua thì với sự chuyển mình này, chúng ta đã cùng nhau viết lên những trang sách thật đáng tự hào, đã có những thành tựu quan trọng, những thành tựu mà được gắn kết bởi bàn tay khối óc của mỗi thành viên trong đại gia đình VTD. Và ngày hôm nay, với cột mốc kỷ niệm 20 năm thành lập VTD, chúng ta cũng sẽ đến với một chặng đường tiếp theo, một bước chuyển mình mới và khoảnh khắc chuyển mình đầu tiên trong buổi lễ ngày hôm nay. Đó là sự xuất hiện của sự chuyển giao giữa hai thế hệ lãnh đạo của VTD trong 20 năm qua. Họ sẽ cùng nhau thực hiện một nghi thức quan trọng, đó là nghi lễ chuyển giao quyền điều hành. Và để thực hiện được phần quan trọng này, chúng tôi xin được kính mời lên sân khấu ông Trần Tiến Đạt, Tổng Giám đốc của công ty, và ông Nguyễn Ngọc Tùng, Phó Tổng Giám đốc của công ty sẽ lên sân khấu để cùng với chúng tôi thực hiện nghi thức chuyển giao quyền điều hành. Và đây sẽ là giây phút vô cùng quan trọng của chúng ta. Giây phút mà VTD kể từ ngày hôm nay sẽ bước sang một trang sách mới, một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên của thịnh vượng, của bay cao và bay xa hơn nữa. Và đầu tiên, chúng tôi xin được mời ông Trần Tiến Đạt, Tổng Giám đốc của VTD. Là một vị thuyền trưởng của VTD với 20 năm xây dựng và chèo lái con thuyền VTD trên hành trình căng buồm ra biển lớn, ông đã xây dựng một hình ảnh VTD tôn trọng chữ tín, cam hết lòng tin và giữ vững vị trí trong 20 năm qua trong lòng đối tác khách hàng và đã truyền lại được tôn chỉ hoạt động đó cho đội ngũ kế cận. Và sau đây, xin được mời ông Trần Tiến Đạt sẽ đặt bút ký. Xin mời ông. Và người thứ hai, đó là ông Nguyễn Ngọc Tùng. Kể từ ngày hôm nay, ông sẽ chính thức nhận quyền lãnh đạo VTD với cương vị Tổng Giám đốc. Ông sẽ tiếp tục phát huy những giá trị minh bạch, cầu thị, trách nhiệm bằng sức trẻ, sức sáng tạo để dẫn dắt con thuyền VTD trở thành thương hiệu dẫn đầu thị trường. Và một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chúng ta cùng chúc mừng cho khoảnh khắc đặc biệt ngày hôm nay. Và xin chúc mừng cho VTD đã bước sang một trang sách mới và một kỷ nguyên mới. Và chúng ta cần lắm một tràng pháo tay lớn hơn nữa của quý vị để cùng chúc mừng cho khoảnh khắc tuyệt vời này. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn đại diện của VTD ban lãnh đạo cũng như là hai thế hệ lãnh đạo đã xuất hiện trên sân khấu. Xin được trân trọng cảm ơn ông Trần Tiến Đạt đã có những lời chia sẻ và cũng như những khoảnh khắc tuyệt vời ngày hôm nay. Và bây giờ, tất nhiên rồi, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Tùng, tân Tổng Giám đốc của VTD sẽ có những lời chia sẻ đầu tiên với tất cả quý vị trong sự kiện ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Giờ phút thật sự xúc động. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa ban giám đốc công ty và toàn thể anh chị em trong công ty, nhân viên trong công ty VTD. Hôm nay tôi thực sự xúc động đứng đây và rất là tự hào, nhưng mà cũng thấy một trọng trách, trách nhiệm rất là lớn lao trở thành tân Tổng Giám đốc công ty VTD, đặc biệt là trong một dịp hết sức quan trọng đánh dấu dấu mốc 20 năm công ty thành lập. Thì hôm nay thì rất là tình cờ thì cũng là một cái dịp hết sức quan trọng đối với, một kỷ niệm quan trọng đặc biệt với tôi. Thì vừa tròn 14 năm ngày tôi gia nhập công ty VTD, ngày 15 tháng 4 năm 2009, 15 tháng 4 năm 2023. Thì nhìn lại chặng đường cống hiến và làm việc cho VTD thì tôi thấy rằng là để đi cùng nhau thì nó có là cả một hành trình. Tuy nhiên trước tiên để đến với nhau thì chắc là phải có một chữ duyên. Và việc tôi gia nhập công ty VD thì tôi đến ngày hôm nay tôi thấy nó có như một sự sắp đặt vậy. Thì năm 2004 thì tôi ra trường, cho đến năm 2009 thì gia nhập VTD. Thì trước đó tôi có làm việc cho hai công ty, một công ty của Nhật quy mô khoảng 1.500 người, ban quản lý dự án thì quy mô khoảng hơn 300 người. Thời điểm tôi gia nhập VTD thì công ty vẫn còn quy mô rất là nhỏ, nằm trên một cái văn phòng trên con ngõ ở phố Hoàng Quốc Việt, quy mô khoảng 15 nhân viên. Thì thực sự là với cái một cái người mà như tôi ấy, thì
khi mà nhìn vào công ty với những cái mà chưa có sự hiểu biết gì về công ty ấy, thì thực sự là rất là băn khoăn. Để mà cái thời điểm mà tôi chuyển công việc năm 2009 ấy, thì cũng như các anh chị là hai cái cách là đi nộp đơn vào các công ty thôi. Thì về VTD thì tôi cũng không có nhiều thông tin. Về thực tế thì trong cái thời điểm đó ấy, thì tôi cũng đã được phỏng vấn ở rất khá nhiều công ty và cũng có khá nhiều công ty cũng đã nhận. Ví dụ như tôi có hợp đồng, tôi ký hợp đồng với cả công ty Dimac của Đức chuyên làm về cầu trục thiết bị nâng hạ. Thế tuy nhiên thì sau khi một hồi băn khoăn thì tôi cũng quyết định là nộp đơn vào công ty VTD. Thế thì rất là nhanh, ngày hôm sau thì công ty gọi đi phỏng vấn, ngày hôm sau nữa thì công ty mời đi làm. Và tôi quyết định là làm cho công ty VTD mà không phải một công ty khác mà quy mô lớn hơn. Thì tôi thấy là cái sự đấy, cái việc mà tôi gia nhập VTD ấy, tôi thấy cái thời điểm đấy là tôi quyết định rất nhanh và không hiểu tại sao nữa, là với cái gì mà tôi đã làm trước đó thì tôi không hiểu tại sao tôi lại gia nhập VTD vào thời điểm đó, vì cái kiến thức của tôi về cái mảng kinh doanh này ấy, thì nó không nhiều. Thì tôi chỉ có một chút kiến thức mà khi tôi làm học năm thứ tư thì cũng đi làm cho công ty của thầy cũng chuyên về kinh doanh thiết bị. Thì tuy nhiên thì cũng chưa được va vấp nhiều. Thì nhìn lại 14 năm cống hiến và làm việc cho công ty VTD ấy, thì tôi tự thấy rằng tôi luôn làm việc với sự tận tâm, cống hiến hết mình cho công việc và luôn là cầu nối để đưa các sản phẩm, các cam kết về sản phẩm dịch vụ của VTD tới quý đối tác, quý khách hàng. Làm việc với phương châm làm hết việc chứ không làm hết giờ. Giờ nào cũng là một giờ phục vụ. Và hôm nay thì tôi như là một sự ghi nhận, sự tưởng thưởng của công ty dành cho tôi. Việc bổ nhiệm tôi làm tân tổng giám đốc của VTD ngày hôm nay thì cũng là một minh chứng cho thấy ban lãnh đạo của công ty VTD luôn quan tâm, dìu dắt thế hệ lãnh đạo tiếp theo, là động lực để cho các bạn trẻ thấy rằng ở VTD luôn có chỗ cho sự nỗ lực, dám nghĩ dám làm, cống hiến hết mình cho sự phát triển chung của công ty, và công ty luôn công tâm ghi nhận những đóng góp của các bạn. Thì nhân dịp này cho tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới ban lãnh đạo công ty, đặc biệt là anh Trần Tiến Đạt, nhà sáng lập và chủ tịch công ty, người đã luôn luôn dìu dắt hướng dẫn tôi từ những ngày đầu chập chững bước vào nghề, cũng như là truyền cho tôi sự tự tin, tư duy logic, cách làm việc khoa học trong giải quyết công việc. Tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới các cán bộ công nhân VTD, công nhân viên trong công ty VTD đã hỗ trợ tôi để tôi có được thành công ngày hôm nay. Tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý đối tác, quý khách hàng vì sự tin tưởng, đồng hành và hỗ trợ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Chính điều đó là động lực để chúng tôi phát triển trong thời gian qua cũng như trong tương lai. Chúng tôi cam kết sẽ luôn luôn tìm những giải pháp, những sản phẩm mới cũng như không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện để phục vụ quý đối tác, quý khách hàng cũng như mang lại những giá trị cao nhất đến quý đối tác, quý khách hàng, và cũng xem đó là nền tảng để chúng tôi tiếp bước thành công ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn và chúc quý vị một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn. Chúng tôi xin trân trọng được cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Tùng, tân tổng giám đốc của VTD đã có những lời chia sẻ đầu tiên gửi tới tất cả quý vị trong sự kiện ngày hôm nay. Và xin được chúc ông sẽ tiếp tục tiếp nối những truyền thống và cũng như là sự phát triển vượt bậc hơn nữa của VTD trong quãng thời gian tới. Và thưa quý vị, để tiếp nối cho buổi lễ, chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục nghệ thuật đặc biệt. Và đây là phần thể hiện dàn dựng do chính những cán bộ nhân viên của VTD đã tập dượt từ rất nhiều ngày qua. Và họ đã sẵn sàng để xuất hiện trên sân khấu để gửi tiết mục này thay cho những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty. Và mời quý vị chúng ta cùng đến với một tiết mục nhảy trên một nền nhạc qua hai bản mashup, đó là Có Hẹn với Thanh Xuân và Nụ Cười 18-20. Mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn do tất cả các cán bộ nhân viên của VTD. Cũng đã đến lúc ngày nào nói lời chào đến mối tình đầu, một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết, em như bông hoa mặt trời có nụ cười đốt cháy lòng người, có lẽ em là thanh xuân của tôi. Thì ngày mai tôi
gặp em trong một khi khác, kỷ niệm đôi ta đành ghi nhớ trong tim. Này người ơi em đừng quên, lần đầu tiên ta bước đến, mình đã chìm vào vòng chơi. Chào một tay lớn hơn nữa cho họ được không ạ? À? Hey, hey, hey. Xin cảm ơn tiết mục vô cùng tuyệt vời từ phía các cán bộ nhân viên của VTD đã chúc mừng cho buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty của chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay là ngày sinh nhật của VTD và đã là một ngày sinh nhật thì chiếc bánh sinh nhật là một điều không thể thiếu. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với giây phút mà những thành viên trong ban lãnh đạo của VTD sẽ cùng nhau cắt bánh để đón tuổi mới, tuổi thứ 20 của đứa con tinh thần, của người bạn tâm giao, của ngôi nhà chung mà chúng ta đã đồng hành và gắn bó trong 20 năm qua. Và để thực hiện được nghi thức quan trọng này, chúng tôi xin một lần nữa kính mời lên sân khấu ông Trần Tiến Đạt, Tổng Giám đốc của công ty, ông Nguyễn Ngọc Tùng, Phó Tổng Giám đốc và bà Trần Thị Thanh Yến,
Phó Tổng Giám đốc. Chúng ta sẽ cùng xuất hiện trên sân khấu để cùng nhau chính thức cắt bánh mừng sinh nhật tuổi thứ 20 của VTD. Những thành viên trong ban lãnh đạo của chúng tôi đang xuất hiện trên sân khấu, những người đã đặt những viên gạch và nền móng phát triển vững chắc cho VTD trong chặng đường 20 năm qua. Và đây là chiếc bánh sinh nhật mừng tuổi mới của VTD. Một nguồn cảm hứng của tất cả chúng ta trong chặng đường vừa qua, và tất cả đã sẵn sàng. Ngay bây giờ xin được mời ban lãnh đạo chúng ta cùng chuẩn bị cắt bánh sau những lần đếm ngược từ 3 về đến 1 của chúng tôi. Và Lâm Phương cùng với tất cả quý vị ạ, quý vị có sẵn lòng đếm ngược với chúng tôi trong khoảnh khắc đặc biệt này không ạ? Hãy cùng với chúng tôi đếm ngược từ 3 về đến 1 để ban lãnh đạo sẽ chung tay cắt bánh. Và ngay bây giờ, 3, 2, 1, xin mời, xin chúc mừng sinh nhật của VTD đã tròn 20 tuổi. Và xin chúc cho công ty sẽ ngày càng phát triển và gặt hái rất nhiều những thành công hơn nữa trong chặng đường tới. Và một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị để chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật. Xin một lần nữa cảm ơn ban lãnh đạo của VTD. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ có những chai champagne để chúc mừng cho bữa tiệc ngày hôm nay. Và người khui champagne không ai khác, đó chính là Tổng Giám đốc ông Trần Tiến Đạt và ông Nguyễn Ngọc Tùng, Phó Tổng Giám đốc công ty. Chúng ta sẽ bật nắp chai champagne để phát tín hiệu bắt đầu cho bữa tiệc đêm nay. Và trong lúc này thì chúng tôi cũng xin được mời toàn thể quý vị hãy rót thật đầy vào từng ly đồ uống đang có sẵn trên các bàn tiệc của quý vị. Và khi nắp chai champagne được bật thì đó cũng là lúc mà chúng ta sẽ bắt đầu cho đêm tiệc. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin mời, vâng, thật tuyệt vời. Xin chúc mừng VTD và chúc mừng cho bữa tiệc ngày hôm nay của chúng ta đã chính thức được bắt đầu. Và xin được mời các thành viên trong ban lãnh đạo của VTD, mỗi người sẽ cầm lấy một ly đồ uống của mình. Và chúng tôi cũng hân hạnh được mời toàn thể quý vị, chúng ta có thể vui lòng đứng lên trong giây lát được không ạ? Và chúng ta sẽ cùng nâng thật cao ly đồ uống của mình. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất hơn nữa tới VTD trong buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty ngày hôm nay. Và bây giờ thì để giúp cho không khí của chúng ta và cũng như là phần rô của quý vị thêm phần rôm rả hơn thì Lâm Phương xin được phép làm cầu nối. Chúng tôi đếm 1, 2, 3, quý vị hô vang VTD, 2, 3, VTD và 2, 3, đó là tiếp bước thành công. Quý vị sẵn sàng chưa? Bé quá, chưa nghe thấy gì ạ? Quý vị đã sẵn sàng hơn chưa? Yes, và bây giờ chúng tôi xin được mời ban lãnh đạo và mời toàn thể quý vị. 1, 2, 3, VTD, 2, 3. 2, 3, tiếp bước thành công. Xin cảm ơn quý vị và mời quý vị cùng cạn ly đi ạ. Xin cảm ơn quý vị đã hiện diện tại khán phòng ngày hôm nay với tất cả chúng tôi. Và ngay bây giờ thì bữa tiệc của chúng ta xin chính thức được bắt đầu. Xin cảm ơn ban lãnh đạo và mời quý vị cùng quay trở lại các hàng ghế để chúng ta cùng nhập tiệc và trò chuyện nhiều hơn nữa. Mời quý vị an tọa để dùng tiệc và xin chúc quý vị một bữa tiệc ngon miệng. Và chúng tôi sẽ gặp lại với quý vị trong những phút tới với rất nhiều những tiết mục văn nghệ, những tiết mục nghệ thuật của các nghệ sĩ cũng như các cán bộ nhân viên sẽ thể hiện. Xin cảm ơn quý vị. Thank you.
Một ca khúc đầu tiên Vân Ly xin phép được dành tặng cho tất cả quý vị trong một buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay sẽ là một ca khúc nhẹ nhàng với giai điệu rất du dương được mang tên Mùa Thu Cho Em. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin cảm ơn các nghệ sĩ và chúng tôi xin được chào đón sự trở lại của tất cả quý vị đang đến với những phần tiếp theo trong đêm tiệc ngày hôm nay. Và thưa quý vị, vừa rồi thì các nghệ sĩ của chúng tôi đã mang tới cho quý vị những thanh âm tiếp theo của âm nhạc, và có lẽ rằng trong một không gian thật là rộn ràng và nôn nức như thế này thì âm nhạc sẽ luôn luôn là một sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo để chúng ta có thể làm cho không khí này thêm phần ấm cúng hơn và thân tình hơn. Và trước khi chúng ta sẽ cùng đến với những tiết mục tiếp theo thì ngay bây giờ chúng tôi rất muốn được mời lên sân khấu sự hiện diện của anh Nguyễn Xuân Hiển, anh Đỗ Gia Thắng, anh Nguyễn Anh Tuấn và chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh là cựu nhân viên của VTD. Và ngày hôm nay thì anh chị tới đây với một món quà và cũng như là những tình cảm chân quý dành tặng và chúc mừng cho buổi lễ. Và để đón nhận những tình cảm chân quý này, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Trần Tiến Đạt sẽ xuất hiện trên sân khấu để đón nhận tình cảm của cựu các nhân viên của VTD. Xin trân trọng kính mời. Và đây là những gương mặt cũng đã là một phần của VTD trong chặng đường 20 năm qua. Và xin được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng tiến về sân khấu để gửi những tình cảm và những phần quà đặc biệt dành cho ban lãnh đạo của VTD và cũng như là chúc mừng cho buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty của chúng ta. Chúng ta lại được gặp lại nhau sau hơn 20 năm. Và một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị để chúng ta cùng chúc mừng và cảm ơn phần quà tặng đặc biệt của ngày hôm nay. Và xin một lần nữa trân trọng được cảm ơn anh Nguyễn Xuân Hiển, anh Đỗ Gia Thắng, anh Nguyễn Anh Tuấn và chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh là những cựu nhân viên của VTD. Xin cảm ơn anh chị và chúc chúng ta thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công và sẽ tiếp tục đạt được nhiều những thành tựu hơn nữa trong chặng đường tới. Xin cảm ơn một lần nữa. Và xin trân trọng cảm ơn Tổng Giám đốc ông Trần Tiến Đạt đã xuất hiện trên sân khấu để đón nhận tình cảm thật ý nghĩa này. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ trở lại với các chàng trai và những cô gái và những người nghệ sĩ của chúng tôi. Họ sẽ tiếp tục xuất hiện trên sân khấu để mang đến cho quý vị những chương trình nghệ thuật và cũng như là những tác phẩm âm nhạc ngay bây giờ. Mây trắng bên anh cuốn quýt mai trắng rơi, và khi gọi anh là mưa chẳng thể gần lại được nữa, anh mang ấm áp đi xa, và để giờ mình em lại bơ vơ lạc vào giấc mơ rồi lại chơi với mình giữa đất trời nơi nào xa xôi, mà đêm tối ai dẫn lối em về gần anh. Đêm chơi hoài, đã bao nhiêu mùa trăng không thấy bóng dáng ai bên cạnh. Đêm lại thêm lạnh, tôi sẽ vào tay ấm mưa, giờ là cả thân ngập vào quá khứ một thời. Không muốn nhắc thêm một lời, món trò đêm đâu không lạc, chưa giúp ngủ thật an lành. Đôi bên mình đưa ra ấm đêm bên tình chia, một chiếc xanh đặc biệt đầy nắng mây. Đó, đây tự nhiên em thật gần nhau thêm, sao ta vẫn giàu cảm, mình không cần phải đau thêm. Em là người khi anh mà quên đi, những bên đêm tình yêu này anh dành cho nắng. Và em sẽ mãi là mây trắng, lỡ con gió nào buồn với em đi mất. Trái tim vẫn nhớ thương ngầm thầm bao lâu nay, sẽ mang đến cho mình ước mơ về anh.
vâng, chuẩn bị rất nhiều ạ. Hạ Con Vương Nắng là một ca khúc rất hot hit trong thời gian gần đây đó ạ. Nếu như quý vị về dưới chúng ta thuộc ạ, thì hãy cùng đung đưa với ban nhạc nha quý vị ơi. Giờ thì tình đã phai, em đâu rồi ngày về với ai? Còn lại mình lẻ loi, riêng mình tôi ôm nỗi đau này. Còn lại gì nữa đâu, ừ thì còn lại gì nữa đâu. Giờ thì đánh mất em, riêng mình tôi đợi chờ. Người ơi hãy tin anh này, và em đến đây đi. Ngàn hoa lá đang thay màu, này em thích hoa gì? Nụ cười bé xinh xuân đời, và làm sao xuyên tim anh. Tình em sẽ không phai mờ, vì em đã trao dần. Một ngày hờ buồn nghe phương hồng khi con phương nắng. Bầu trời một bầu tình yêu, vừa sang lá xanh thay màu, đọc lại một chút nhớ thương đã rơi rơi trên khóe mi lệ buồn. Chuyện tình ta bao lâu giờ đây mãi cách xa, từng ngày còn gì thơ rụng rơi khi mùa đông đến. Là ngày mà người rời xa, theo người ta bão giông đời này. Chẳng còn đâu những quán thương theo mưa hoa, bóng ai phai mờ. Lời chia tay em chưa từng nói với ai, cớ sao người vội đi. Giờ thì đánh mất em, riêng mình tôi đợi chờ. Người ơi hãy đi đánh này, và em đến đây đi. Ngàn hoa lá đang thay màu, này em thích hoa gì? Nụ cười bé xinh xuân người, mà làm sao xuyên tim anh. Tình anh sẽ không phai mờ, vì anh đã trao dần. Một ngày hạ buồn nghe phương hồng kinh con tương nam. Bầu trời một màu tình yêu, thu vừa sang lá xanh thay màu. Đọc lại một chút nhớ đang rơi trên khóe mi lệ buồn. Chuyện tình ta bao lâu giờ đây mãi cách xa. Từng ngày còn gì vừa rụng rơi khi mùa đông đến. Là ngày mà người rời xa, theo người ta bão giông đời này. Chẳng còn đâu những quen vương theo hương hoa, bóng ai phai mờ. Lời chia tay em chưa từng nói với ai, cớ sao người vội đi. Giờ thì tình đã phai, em đâu rồi người về với ai? Còn lại mình lẻ loi, riêng mình tôi ôm nỗi đau này. Còn lại gì nữa đâu, ưu tiên còn lại gì nữa đâu. Giờ thì đánh mất em, riêng mình tôi đợi chờ. Người ơi hãy đi đây này, và em đến đây đi. Ngàn hoa lá đang thay màu, này em thích hoa gì? Nụ cười bé xinh xuân người, và làm sao xuyên tim anh. Tình em sẽ không phai mờ, vì em đã trao dần. Một ngày hạ buồn nghe phương hồng như con cuồng nắng. Bầu trời một màu tình yêu, thu vừa sang lá xanh thay màu. Đọc lại một chút nhớ thương đã rơi khóe mi lệ buồn. Chuyện tình ta bao lâu giờ đây mãi cách xa. Từng ngày còn gì vừa rụng rơi khi mùa đông đến. Là ngày mà người rời xa, theo người ta bão giông đời này. Chẳng còn đâu đi vấn vương theo hương hoa, bóng ai phai mờ. Lời chia tay em chưa từng nói với ai, cớ sao người vội đi. Lần đầu tiên, Đông Huy xin gửi lời chào trân trọng nhất đến cả quý vị và anh chị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Anh muốn yêu em dài lâu. Quý vị có thể dành cho nhau một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Xin cảm ơn ạ. Hey! Cảm ơn quý vị.
Em như cơn gió thu mai bay nhẹ nhẹ, đưa anh đi tìm vần thơ. Quãng công viên lá xanh trên con đường về, bỗng nghe lòng như đang ước mơ. Mơ em trong tay anh nghe thì hào, cho bão tố về làm chiêm bao. Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em đậm sâu. Em, anh đã thương em từ lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Thiên thu là một say, yêu em cho đến khi ông thôi lập mật, đến khi loài chim quên lối bay. Mơ em trong tay anh nghe ngọt ngào, nếu đời là một giấc chiêm bao. Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Một lần nữa Châu Huy được chúc cả quý vị sẽ có một buổi tối uống thật là say, ăn thật ngon miệng và chơi thật vui ạ. Hey! Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho chính chúng ta được không ạ? Cảm ơn quý vị, cảm ơn anh chị rất nhiều. Cho thiên thu là một say, yêu em cho đến khi ông thôi làm mần, đến khi loài chim quên đón mời. Mơ em trong tay anh nghe ngọt ngào, nếu người là một giấc chiêm bao. Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em đậm sâu. Em, anh đã thương em từ lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em đậm sâu. Em, anh đã thương em từ lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Cảm ơn quý vị. Hôm nay hai em đến chơi với
giờ còn đôi ta. Kia là núi, đây là nhà. Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa. Đã chia xa một lần trên đời, suy nghĩ lắm chị em ơi. Bao nhiêu yêu thương trên đời, thành vị ngọt trên đôi môi. Lại gần hôm nay sẽ đến mặt trời. Lại gần hôm nay hai em đến chơi vơi. Giờ còn đôi ta. Còn đôi ta, em có muốn đi thật xa. Một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Cảm ơn anh ạ, cảm ơn chị. Hey! Hey, hey, hey! One more song. Lại gần hôm nay anh sẽ đến mặt trời. Lại gần hôm nay hai em đến chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia là núi đây là nhà. Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa. Cho người và niềm tin trong em luôn giữ.
Xin cảm ơn những tiết mục vô cùng ấn tượng từ phía các cán bộ nhân viên của VTD. Tiếp theo đây ạ.
rời đi. Cơn mưa qua em nhòe mi, mong một lần có được em để thật lòng cùng nhau say đắm. Hóa giấc mơ chưa từng có bao giờ gặp gỡ, gió cuốn vẫn thơ. Vậy là con tim ra muôn bóng thấy nàng trong lòng, chỉ muốn giữ em cạnh bên. Quen mình cay đừng nhạt thế, mặt trời là hoa hướng dương, tình yêu đơn phương anh còn dấu. Bao lâu mong một trái tim mà lòng sống, câu chuyện nhiều buồn đau, anh xin soi mà thêm kề bên nhau. Sau này em sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngày thơ. Anh một người hát mãi những điều mong manh, lang thang tìm niềm vui đã lỡ. Chẳng buồn rằng lòng quên hết những chờ mơ. Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư. Không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhà sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió, lại chiếu lên tim ta như vết thơ. Tình yêu này mong manh, giờ ta vỡ thôi cũng đành. Sẽ riêng những ngày tháng hồn nhiên. Ca khúc hơi cũ và có một giai điệu cha 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 rất tuyệt vời. Quý vị hãy cùng đứng lên và nhảy cùng với ban nhạc nhé quý vị ơi. Con đường về một nụ hồng một
Xin cảm ơn. Cảm ơn Funky Smoke Band, cảm ơn tất cả các bạn và cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị đã dành tặng cho những nghệ sĩ của chúng tôi. Và thưa quý vị, chương trình của chúng ta vẫn còn tiếp nối. Do đó là chúng tôi rất mong muốn là quý vị hãy ở lại đây với chúng tôi cho đến khi chúng tôi có thể tuyên bố là kết thúc chương trình. Bởi vì chúng tôi còn nhiều tiết mục hay và muốn được khoe với quý vị lắm. Để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, ngay bây giờ thì chúng tôi xin được mời lên sân khấu ông Hoàng Hải Đăng, đại diện của công ty truyền tải điện 1. Ông sẽ có một vài lời chia sẻ. Và nếu có thể được là tâm sự với tất cả chúng ta trong bữa tiệc ngày hôm nay. Xin chào đàn ông. Vâng, xin chào đại gia đình VTD. Vâng, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng Hải Đăng, phó phòng đầu tư dựng của công ty truyền tải điện 1 và cũng là một thành viên của ban quản lý dự án của truyền tải điện 1. Thì cũng xin kính thưa ông Trần Tiến Đạt, chủ tịch hội đồng của công ty VTD và phu nhân và cùng đại gia đình của VTD. Thì hôm nay cũng là một cái ngày vui của đại gia đình VTD vừa đạt được cái mốc là 20 năm. Thì cũng xin thưa với cả các quý vị là tôi cũng vừa đạt được một cái 20 năm. Do vậy là tôi biết được cái sự giá trị cốt lõi của 20 năm mà đạt được đó là cái gì. Tại vì nó rất khó khăn và rất rất nhiều các cái con đường chông gai mà để ta đạt được một cái 20 năm. Và tôi cũng rất mong muốn là VTD phát triển và luôn luôn cùng bước cả truyền tải điện 1 là làm sao có một cái 20 năm nữa mà phát triển mà cùng phồn vinh. Như vậy tôi cũng xin trân trọng là mời đồng chí Ngọc Tùng, đồng chí Quang Lâm và đồng chí Thảo lên cùng sân khấu và để tôi có lời cảm ơn, tri ân với cả đại gia đình VTD. Và đây là một cô em gái của tôi mà cũng giúp tôi trong cái hành trình phát triển. Và đồng chí Tiệp là một trong những chuyên gia giúp tôi trong các dự án nâng khả năng tải đường dây mà sử dụng dây dẫn lõi composite. Và một công nghệ rất là phát triển mà tôi cũng là một trong những người rất may mắn mà được đồng hành cùng VTD để phát triển và đưa cái công nghệ mà dây dẫn lõi composite lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Và tôi cũng là một trong những người rất là vinh hạnh được mà biết thế nào là sử dụng dây dẫn composite và đóng điện đường dây lõi composite đầu tiên tại Việt Nam. Và tôi xin cảm ơn đại gia đình VTD. Và kính thưa quý vị, đây là một ca khúc cũng như là một món quà rất đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay mà Huy dành tặng cho riêng VTD cũng như là tất cả quý vị đang có mặt trong buổi tối hôm nay. Và hy vọng rằng với ca khúc này thì tất cả chúng ta hãy cùng hát lớn với nhau để tạo lên một bầu không khí đoàn kết, sức mạnh, được không ạ? Xin mời tất cả quý vị ạ. Yeah. Huy thấy từ xa rất thấy nhiều cánh tay các anh và các chị vừa mới múa xong. Mà bây giờ chúng ta là cuối giờ rồi, chúng ta có thể cùng vui với nhau được không ạ? Xin mời tất cả mọi người hãy cùng lên sân khấu ạ. Yeah. Dừng núi giang tay nổi lại biển xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Mặt đất bao la anh em ta về gặp nhau mừng như bão táp quay cuồng trời rộng. Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam. Xin mời ạ. Yeah, em đã thấy các chị đã lên dần rồi ạ. Các anh thì đâu ạ? Yeah! Xin mời cả nhà mình ạ. Từ nỗi gió đêm vui nỗi ngày, dòng máu nơi con tim đồng loại, dù tình người cho ngày mới, thành phố nỗi thôn xa vời vời, người chết nỗi linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Từ Bắc Hồ Nam nổi liền nắm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi, vừa thác treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay nối liền biển xanh sông ngấm nối tròn một vòng tiền sĩ. Yeah, và đây mới là tinh thần, đúng không ạ? Em xin mời anh ạ, xin mời anh lên sân khấu ạ. Yeah. Vâng ạ. Xin mời tất cả chúng ta hãy cùng nối vòng tay lớn được không ạ? Dừng núi giang tay nổi lại biển xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Mặt đất bao la anh em ta về gặp nhau mừng như bao lá quay cuồng trời rộng. Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam.
lối đó, lên tơ tuyệt vời quá. Từ nơi to đến vui đôi ngày, dòng máu đôi con tim đồng loại, dù tình người cho ngày mới thành phố lối tôi xa vời vời, người chết đôi linh thiêng bao đời và nụ cười nở trên môi. Từ nơi to đến vui đôi ngày, dòng máu đôi con tim đồng loại, dù tình người cho ngày mới thành phố lối tôi xa vời vời, người chết đôi linh thiêng bao đời và nụ cười nở trên môi. Từ Bắc vô Nam nổi liền nắm tay, ta đi vừa đồng hoang vu vừa lên núi đồi, vừa thác treo leo thầy ta vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay nối liền biển xanh sông ấm nối tròn một vòng từ xi. Đây mới là tinh thần của VTD đúng không ạ? Hey! Tuyệt vời quá. VTD đâu anh đạt đâu ạ? Xin mời tất cả quý vị giữ nguyên vị trí và cùng đến với một nhạc phẩm nữa cũng rất tuyệt vời. Cherry Cherry Lady. Và với các khúc này Huy rất là mong mọi người hãy cùng lên sân khấu được không ạ? Yeah. Xin mời âm nhạc ạ. Sân khấu này là của chúng ta. Xin mời mọi người cùng tỏa sáng ạ. Hey, come on. Oh, I can't understand every song you sound. For a few that reach like my heart, I'll be long with you. Oh, I can't be so strong. Save the chest for a month, take my heart. I need you so. There's no time, I never go. Hey, cherry, cherry lady, blow into emotion. Love is steady fighting, listen to your heart. Cherry, cherry lady, living in emotion. So it's when the first time, let me take a part. Cherry, cherry lady, let's talk about tomorrow. Take my heart to lose it, listen to your heart. Cherry, cherry lady, I know you want to love you. If you call me baby, I'll be away, y'all. I get up, I get down, all my world is wrong. Who is right, who is wrong, I don't know. I just stay in my heart, but I love in my soul. Is it gone, but I think, is it gone? I need you so. All the time, I'm also slow. Sherry, sherry lady, growing to emotion. Love is when you fight it, listen to your heart. Cherry, cherry lady, living in emotion. So you swell the first time, let me chill apart. Cherry, cherry lady, let's end up tomorrow. Take my heart and listen, listen to your heart. Cherry, cherry lady, to know you want to love you. Keep my honey, baby, I'll be away, y'all. Yeah! Một tràng vỗ tay thật lớn cho chúng ta được không ạ? Hey! VTD ơi! Cherry, cherry lady, let's sing it some more. Take my heart and music, listen to your heart. Cherry, cherry lady, to know you want some more. Take my heart and baby, I'll be away, y'all. One more song.